Năm mới, chúng ta cộng thêm một tuổi, nhưng bộ tái tạo da của công ty Apogee sẽ lấy đi những vết nhăn và cằn cỗi của thời gian. Tái tạo da một cách tốt lành, không hại da, không hư da, không bào mòn và không lột da. Đặc biệt với 195 đồng với bộ tái tạo da, quý vị sẽ được tặng tới 3 món, một tuýp son, một hộp phấn khô, nước, một peel off mask lấy đi da chết một cách an toàn. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Trong dịp lễ Mother's Day này thì công ty Apogee cùng với Dr. Kimberly có một promotion rất là đặc biệt. Đó chính là khi quý vị mua bất kỳ bộ sản phẩm dưỡng da nào trị giá 350 đồng thì quý vị sẽ nhận được một phần quà, đó chính là một chiếc túi xách. Và Hồng Tứ thấy là chiếc túi này rất là sang trọng, và điểm đặc biệt là chiếc túi này được một công ty chuyên sản xuất túi cho các danh hiệu nổi tiếng và cao cấp trên toàn thế giới làm riêng cho Apogee. Thì quý vị phải nhanh tay để mà gọi vào, vì đây là limited edition, sản xuất có giới hạn mà thôi. Quý vị hãy gọi vào số điện thoại đó chính là 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Nếu làn da của quý vị bị nhăn và xuống sắc nhanh chóng, hãy dùng phương pháp chống nhăn và sáng da của công ty Apogee. Phương pháp Apogee sẽ đưa chất hyaluronic đến thẳng tế bào để căng da tận gốc. Bác sĩ Kimberly thường nói, nếu làn da của quý vị tiếp xúc với nhiều hóa chất thì sẽ bị khô và khó chịu. Ngày hôm nay, quý vị mua một bộ chống nhăn và sáng da của công ty Apogee, quý vị sẽ được tặng một bộ kit tẩy trắng da vitamin C. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Mother's Day tới đây thì không biết là quý vị có nghĩ ra được món quà nào để tặng đến những người mẹ của mình hay chưa? Dr. Kimberly cùng công ty Apogee đang có những phần quà rất là đặc biệt. Khi mà quý vị mua bất kỳ sản phẩm nào trị giá 150 đồng thì quý vị sẽ nhận được hai món quà. Thứ nhất đó là một cây son, quý vị có thể chọn lựa một trong ba màu son dưới đây. Và thứ hai là chiếc nón visor với vành rất là rộng, che toàn bộ khuôn mặt để giúp cho quý vị bảo vệ làn da của mình để không bị nám dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Thì còn chần chờ gì nữa, quý vị hãy gọi ngay vào số điện thoại đó chính là 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Quý vị từng dùng nhiều sản phẩm với nhiều hóa chất, vừa tốn tiền, vừa bị nám hơn, vừa bị nhạy cảm hơn, khô hơn, nhăn hơn và chảy xệ hơn xưa. Hãy dùng phương pháp trị nám của công ty Apogee, quý vị sẽ thấy rõ sự khác biệt. Ngày hôm nay, quý vị mua một bộ trị nám của công ty Apogee, quý vị sẽ được tặng một sản phẩm mới trị giá 50 đô la, đó là bộ tẩy trắng da an toàn. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. 1888-337-7264. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình The Dr. Kimberly Show. Tôi, bác sĩ Kimberly, xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay, có một vị khách tên là Thế Minh từ Corona, California. Cô ta 35 tuổi, đã lên chương trình kỳ vừa rồi để nói về làn da bắt đầu bị hư hại tuổi 22. Khi cô ta chữa mụn, cô ta lại thấy nám bắt đầu xuất hiện. Nếu quý vị cũng đang ở trong tình trạng này, Kimberly xin mời quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chị Kimberly cảm ơn em đã lên một lần nữa để chia sẻ, bởi vì đề tài của chúng ta rất là bao la. Mà những cái... những cái information này rất là quý báu cho quý khán thính giả. Thì khi chúng ta chia sẻ thì mọi người được học hỏi luôn cả chính chị. Thì đến cái tuổi mà hồi bữa chúng ta nói là em bắt đầu 35 tuổi em thấy bây giờ em bị lão hóa. Yeah. Thì chị nghĩ rằng có nhiều khán thính giả ngồi trước TV nói 35 tuổi em bị lão hóa. Thì em nghĩ như thế nào khi mọi người nghĩ là chắc là em rất là picky về cái ngoại hình của em. Em có nghĩ là thật sự em bị lão hóa hay không? Thưa quý vị, đây là cái hình của cô rất close up, không có make up gì cả trước khi đến với phương pháp Apogee. Dạ, xin chào Dr. Kimberly và xin chào các bạn. Thì theo mình nghĩ á, thì khoảng độ tuổi 30, cái làn da của mình bắt đầu từ từ nó chuyển đổi. Và cái tế cơ thể mình nó cũng thay đổi luôn. Thì khi lúc đó thì cái tế bào cơ thể của mình, làn da của mình nó bắt đầu yếu dần và rất là dễ nhạy cảm. Nhưng mà em nói đang nói đây là cơ thể của em hay em nói đây cơ thể là chung? Làn da của em. À, dạ. Là, uh-huh. Dạ. Thì lúc đó thì làn da của mình thì nó rất là nó
nó cảm thấy nó có nhiều nếp nhăn, thì đó chứng tỏ là cái làn da của mình nó đã bị lão quá đi. Chị đồng ý. Nhưng mà đến tuổi 35 mà em nói rằng cách đây 5 năm trở lại, tất nhiên là từ hồi tuổi 30 em đã bắt đầu bị nhăn rồi sao? Nhưng mà em có bao giờ nghĩ rằng em có biết cái nguyên nhân tại sao mà em bị nhăn sớm như vậy không? Hay là em nghĩ rằng cái tuổi 30 là ai cũng làn da nào cũng bị xuống dốc như vậy, rồi cũng bị lão hóa? Theo em nghĩ á, thì cái làn da của em nó mau, thì mau tế bào nó dễ bị chết. Thì tại vì do chính vì mình xài, chính vì em xài quá nhiều mỹ phẩm. Thì em cũng có chia sẻ lần trước là em bị mụn, rồi em xài kem này qua kem kia với sự không hiểu biết của mình. Bây giờ em nói sơ lại cho quý khán thính giả của chúng ta hiện giờ đang ngồi nhà có thể không theo dõi cái chương trình em trước đây, thì em cho biết sơ về những cái sản phẩm mà em đã dùng trong quá khứ, nếu mà em nhớ những cái thương hiệu, để cho quý khán thính giả hiểu rõ hơn về cái làn da của em đã trải qua những cái thương hiệu nào rồi em. Thì mình xài kem nghệ là Tharacao, xài kem Pond, mình xài Cetido, rồi mình xài Mena, rồi mình xài kem tẩy nè, rồi mình xài luôn cả kem pop, rồi như vậy đó. Rồi mình xài mỹ phẩm và mình xài cả kem đồ dưỡng da mặt, là mặt nạ nữa. Nhưng mà cái vết nám nó từ đây mà nó chảy xuống dài xuống luôn. Tức như nó lan ra. Lúc đầu nó nằm ở chỗ nào? Nằm hai cái má này. Hai bên má. Rồi bây giờ lại nó chảy xuống. Chảy xuống hết luôn cái khuôn mặt gần ngay chỗ này. Thì đó. Thì thưa quý vị, nếu quý vị có thể một lần nữa zoom in vào, Kimberly sẽ zoom in cho quý vị thấy rõ là chung quanh cặp mắt cổ thì lại trắng, tuy nhiên là cái vòng tròn ở đây thì trắng, trán của cổ thì cũng ok, nhưng mà từ cái chỗ mà cổ bắt đầu dùng kem đó là hai bên má, với lại nó có cái circle, không phải là cái ngoằng mà đang nói là ở dưới cái ngoằng đó, thì quý vị thấy là nó có cái lằn rõ rệt, chứng tỏ là cái chỗ nào cổ thoa lên, những chỗ nào mà cổ dùng những cái sản phẩm không tốt thì nó hại, nó là để lại những cái vết thương, những cái có thể nói là cái vết nám do làn da bị hư gây ra. Chúng ta tí xíu nữa mới đến phiên Kimberly, bây giờ chị Kimberly cũng mới có ôn lại những cái gì hay là lặp lại những cái gì mà em đã nói thôi. Thì cho chị biết rằng cái gì hiện nay nó làm cho em khó chịu nhất về làn da của em? Mình á, thì cái làn da của em á, em buồn nhất á, nó bị nám. Thì thấy nám nó làm cho cái da mình nó sậm, nó già đi. Nhưng mà nó có làm cho em mất tự tin không? Mất tự tin lắm chứ. Thì mình cảm thấy mình buồn, tự tin mình đi ra ngoài mình cảm thấy mình khép nép là ra. Nhưng mà em có thể che được phải không? Em nghĩ sao khi mà em che lại không ai thấy hết, thì có phải nó mang lại cái sự tự tin là vì mình đã che đậy rồi? Tự tin thì che lại, nhưng che nhưng mà vẫn không tự tin. Thì mình chỉ thấy nếu mình có một làn da đẹp thì mình đi ra ngoài mình thấy mình tươi rói, mình cười thôi. Còn này mình đi ra mình cảm thấy mình rụt rè, mình khép nép lại, mình nhốt mình lại trong một cái khoảng nào đó, mình không được thoải mái. Thì cái đối với làn da em của hiện nay thì em cảm thấy mình khép lại, khu cổ lại, nó nhỏ lại, sinh hoạt nó nhỏ lại. Thì theo Kimberly nghĩ rằng nhiều quý vị cũng đang nghe chương trình cũng hiểu tâm trạng của cái người đang có vấn đề trên làn da, nhất là cái ngoại hình, hay là nói về làn da là mặt tiền của chúng ta. Đôi khi chúng ta đi tiếp xúc, chúng ta đi làm ăn hay là gặp bạn bè. Nhưng mà cái gì mà Kimberly nghĩ rằng quan trọng nhất đó thưa quý vị là mình phải giúp cho mình có cái tự tin, mình phải làm cho mình vui. Kimberly nghĩ rằng mình làm cho mình vui rồi mình mới có thể làm cho gia đình mình vui hay bạn bè mình vui. Tại vì khi mình vui đó, những cái nhìn bước đi của mình nó cũng giống như là nó có vẻ hăng hái hơn, phải không? Những cái công an việc làm của mình có vẻ mình hăng say, hăng gọi là đam mê hơn, thì đó là cũng vì chúng ta tự tin hơn. Thì cảm ơn em rất là nhiều, tại vì cái câu chuyện của em thì chị thấy rất là hay, thì cũng là cái sự bấp bênh của rất nhiều người đang ngồi ở nhà xem chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Mà quý vị nên nhớ là cái tuổi 22 mà đã bắt đầu bị mụn thì cũng vì chọn cái con đường sai, những cái sản phẩm không có được tốt để chữa mụn, rốt cuộc chữa mụn mà còn lại bị thêm nám, thì cái đó thì cũng thấy là thật là buồn. Tại lúc đầu mà nó có nám, thường á quý vị nên nhớ là da mụn
là da dầu. Mà da dầu thì bình thường là không có nám. Nhưng mà cái loại nám này là cái loại nám đặc biệt. Nó là loại nám do da bị hư gây ra. Dầu hay khô chúng ta cũng sẽ bị. Kimberly cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Rất tiếc chúng ta đã hết giờ. Kimberly sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại để tiếp tục bình luận, trò chuyện với cô Minh. Cảm ơn quý vị. Quý vị từng dùng nhiều sản phẩm với nhiều hóa chất, vừa tốn tiền, vừa bị nám hơn, vừa bị nhạy cảm hơn, khô hơn, nhăn hơn và chảy xệ hơn xưa. Hãy dùng phương pháp trị nám của công ty Apogee, quý vị sẽ thấy rõ sự khác biệt. Ngày hôm nay, quý vị mua một bộ trị nám của công ty Apogee, quý vị sẽ được tặng một sản phẩm mới trị giá $50. Đó là bộ tẩy trắng da an toàn. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264, 1888-337-7264. Ngày hôm nay, công ty Apogee đang có một promotion rất là đặc biệt. Đó là khi quý vị mua bất kỳ bộ sản phẩm dưỡng da nào trị giá trên 350 đồng, quý vị sẽ được chọn một trong hai món quà. Thứ nhất, đó là chiếc túi xách rất là sang trọng. Và thứ hai, đó chính là Extra Strength Liposome. Đối với Extra Strength Liposome thì sẽ giúp đưa cho chất hyaluronic thẩm thấu nhanh vào da của chúng ta, nhanh gấp 3 lần so với chai bình thường. Đặc biệt là da quý vị nào mà bị khô, ngứa và có dấu hiệu là hừng hực da trong đó, thì đây là một sản phẩm không thể thiếu. Quý vị hãy gọi ngay về số điện thoại là 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Năm mới, ai cũng muốn chào đón New Year với một thân hình thon gọn. Bác sĩ Kimberly đã và đang dùng Fat Burner để giảm cân một cách tự nhiên, khỏe mạnh, an toàn và không diet. Fat Burner đặc biệt tan mỡ những nơi có mỡ như mỡ tay, bắp đùi, bắp chân, vân vân. Với chương trình mua 5 tặng 1 và tặng lịch 2015 của bác sĩ Kimberly, để có một thân hình thon gọn như bác sĩ Kimberly, hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264.